chuyên gia Human Rights Watch đánh giá thấp hiệu quả đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. Lâu nay, nhiều tổ chức chống cộng như Việt Tân và BPSOS vẫn tin rằng các áp lực từ Mỹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra thay đổi chính trị ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Finn Robertson, giám đốc phân ban Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, lại cho rằng hoạt động đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ hầu như không tạo ra thay đổi nào đáng kể. Quan điểm này được Robertson đưa ra khi trao đổi với đài RFA về vòng đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ lần thứ 25, vừa diễn ra ở Washington hôm ngày 9 tháng 11 năm 2021, phần trả lời phỏng vấn của ông có đoạn. Điều tôi muốn nói là chúng ta đã thấy những cuộc đối thoại này diễn ra hàng năm và rằng dù rất hữu ích khi Hoa Kỳ và Việt Nam có thể bàn thảo với nhau về quyền con người, thế nhưng chừng như sau khi cuộc đối thoại kết thúc thì Việt Nam tiếp tục bắt giữ những người bất đồng chính kiến, tiếp tục trừng phạt những tiếng nói trên Facebook hoặc trên mạng. Việt Nam vẫn dùng những luật lệ rất tệ và lạm dụng quyền lực chứ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong luật lệ và quyết định của họ. Chúng tôi đã theo dõi cuộc đối thoại này giữa hai quốc gia, có thể nói chủ yếu là quy trình trao đổi, còn thực tế không giúp cải thiện vấn đề nhân quyền, không có sự cải đổi một cách có hệ thống và quyền con người. Trong phần sau của cuộc phỏng vấn, Robertson nhận xét rằng các cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ đều lặp đi lặp lại những nội dung na ná nhau, sau đó không có gì thay đổi. Và hai bên lại tiếp tục giao thương bình thường nhưng không hề có mâu thuẫn. Từ nhiều năm nay, các tổ chức chống cộng ở hải ngoại đã không ngừng quyên tiền của cộng đồng cờ vàng để làm quốc tế vận. Chẳng nói đâu xa, cuối tháng 10, 10 tổ chức trong số này còn đang vỗ ngực huênh hoang rằng mình đang kêu gọi EU trừng phạt Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình. Như thể tiếng nói của họ rất có trọng lượng và như thể quan hệ giữa phương Tây với Việt Nam đang trong thời chiến tranh lạnh. Nhưng có phải quan hệ phương Tây và Việt Nam đang ngày càng nồng ấm, còn họ đang bị phương Tây bỏ rơi hay không? Những chiến dịch vận động như thế này có đem lại hiệu quả gì không? Hay mấy hôm nữa lại rơi vào im lặng? Năm ngoái, các nhà chống cộng từng thất vọng vì nước Mỹ đã bỏ rơi thủ lĩnh Phạm Đoan Trang. Sang năm nay, có vẻ thái độ lạnh nhạt của chính quyền Trump vẫn được dùng lại bởi chính quyền Biden. Dù Đảng Dân Chủ từng nói phét rằng họ sẽ lấy quyền con người làm trọng tâm phát triển quan hệ song phương trong quan hệ Việt-Mỹ.